Em là một ngôi sao, em là một nàng thơ. Em có hàng triệu fan, em có hàng nghìn người theo. Em làm gì cũng đẹp, em nói gì cũng hay. Em không sợ ai, em không ngại gì. Nhưng em đã sai lầm khi em chơi trội quá. Em lái xe mô tô, em gây rối công cộng. Em bị bắt vào tù, em bị kết án treo. Em phải xin lỗi, em phải cảm ơn. Ngọc Trinh ơi, em là ai thế? em là một thiên thần hay là một ác quỷ em là một nghệ sĩ hay là một kẻ lừa dối em là một người yêu hay là một người chơi em nói em sẽ thay đổi em nói em sẽ sống tốt em nói em sẽ làm việc thiện nguyện em nói em sẽ mang lại giá trị nhưng em vẫn khoe thân hình em vẫn mặc đồ đắt tiền em vẫn làm clip em vẫn kiếm tiền em ơi em đang nói dối ai thế em đang nói dối chính mình hay là nói dối mọi người em đang nói dối anh hay là nói dối em em ơi em đang làm gì thế anh đã yêu em từ lâu anh đã theo em từ xa anh đã ủng hộ em từ đầu anh đã tin tưởng em mãi anh đã chờ em từ khi em vào tù anh đã vui khi em ra anh đã hy vọng em sẽ khác anh đã mong em sẽ về nhưng anh đã thác vọng khi anh thấy em vẫn vậy anh đã tức giận khi anh thấy em vẫn chơi anh đã nghi ngờ khi anh thấy em vẫn nói anh đã mất niềm tin khi anh thấy em vẫn đi ngọc trinh ơi em là ai thế em là một thiên thần hay là một ác quỷ em là một nghệ sĩ hay là một kẻ lừa dối em là một người yêu hay là một người chơi em nói em sẽ thay đổi em nói em sẽ sống tốt em nói em sẽ làm việc thiện nguyện em nói em sẽ mang lại giá trị nhưng em vẫn khoe thân hình em vẫn mặc đồ đắt tiền em vẫn làm clip em vẫn kiếm tiền em ơi em đang nói dối ai thế em đang nói dối chính mình hay là nói dối mọi người em đang nói dối anh hay là nói dối em em ơi em đang làm gì thế ngọc trinh ơi sao em lại làm thế lái xe mô tô nguy hiểm gây rối công cộng ngọc trinh ơi sao em lại nói thế cảm ơn đảng nhà nước xin lỗi mọi người ngọc trinh ơi sao em lại sống thế khoe thân hình mặc đồ đắt tiền làm gì cũng hay ngọc trinh ơi sao em lại nghĩ thế rằng mọi người sẽ tin em sẽ yêu em mãi em là người mẫu nổi tiếng xinh đẹp giàu có em có tất cả những gì mà người ta mơ ước em luôn tự tin tự do làm những điều mình thích em không quan tâm đến những lời chỉ trích những ánh mắt ghen ghét nhưng em đã sai lầm khi em lái xe mô tô không những thế còn ghi hình đăng lên mạng xã hội em đã vi phạm pháp luật đã gây ảnh hưởng xấu em đã bị bắt vào tù đã phải trả giá cho hành động của mình sau khi được trả tự do em đã có bài đăng mới em đã cảm ơn đảng nhà nước đã xin lỗi mọi người em đã nói sẽ sống lành mạnh sẽ làm việc thiện nguyện em đã nói sẽ mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng nhưng liệu em có chân thành hay chỉ là một trò đùa liệu em có thay đổi hay chỉ là một lời hứa liệu em có hiểu được hay chỉ là một lời nói liệu em có biết rằng không phải ai cũng tin em yêu em ngọc trinh ơi sao em lại vô tâm lái xe mô tô như chẳng có ai gây rối công cộng làm xấu mặt nước nhà rồi lại xin lỗi cảm ơn hứa hẹn ngọc trinh ơi sao em lại vô lý nói sẽ sống tốt làm việc thiện nguyện nhưng vẫn khoe dáng mặc đồ lòe loẹt rồi lại làm clip gây sốt kiếm tiền ngọc trinh ơi sao em lại vô duyên nghĩ rằng mọi người sẽ quên sự việc nghĩ rằng mọi người sẽ tin lời em nói nghĩ rằng mọi người sẽ yêu em mãi mãi ngọc trinh ơi sao em lại vô tình không biết rằng em đã làm tổn thương không biết rằng em đã làm mất niềm tin không biết rằng em đã làm mất tình yêu anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên anh đã mê em từ những bức ảnh trên mạng anh đã theo em từ những sâu diễn đến những chuyến du lịch anh đã tin em từ những lời em nói đến những hành động em làm nhưng anh đã đau khi em lái xe mô tô anh đã buồn khi em bị bắt vào tù anh đã ngạc nhiên khi em cảm ơn đảng, nhà nước. Anh đã hoang mang khi em nói sẽ sông lành mạnh. Em ơi, em có biết anh đang thấy thế nào? Em ơi, em có hiểu anh đang nghĩ gì về em? Em ơi, em có nhớ anh đã yêu em như thế nào? Em ơi, em có còn yêu anh như ngày nào? Anh đã chờ em từ ngày em ra tù. Anh đã gọi em từ ngày em có bài đăng mới. Anh đã mong em từ ngày em nói sẽ làm việc thiện nguyện anh đã vui em từ ngày em nói sẽ mang đến những giá trị tích cực. Nhưng anh đã thất vọng khi em vẫn khoe dáng. Anh đã tức giận khi em vẫn mặc đồ đắt tiền. Anh đã nghi ngờ khi em vẫn làm clip. Anh đã mất niềm tin khi em vẫn kiếm tiền. Em ơi, em có biết anh đang thấy thế nào? Em ơi, em có hiểu anh đang nghĩ gì về em? Em ơi, em có nhớ anh đã yêu em như thế nào? Em ơi, em có còn yêu anh như ngày nào? anh không cần em phải thay đổi vì anh anh chỉ cần em phải thật lòng với anh anh không cần em phải sống theo ý người khác anh chỉ cần em phải sống theo lương tâm của em em ơi em có biết anh đang thấy thế nào em ơi em có hiểu anh đang nghĩ gì về em em ơi em có nhớ anh đã yêu em như thế nào em ơi em có còn yêu anh như ngày nào